Bitcoin tăng trưởng 21.000% chỉ trong vòng vài tuần, đạt mức vốn hóa gần 2 tỷ đô, list Binance và hàng loạt các sàn lớn khác. Tương tự thì những cái tên khác như là AI Dodge, Floki, Bob hay là Turbo thì cũng giúp nhiều anh em đổi đời chỉ sau vòng vài ngày. Thế nhưng, đầu cơ MemeCoin là một hình thức đầu tư khá là nguy hiểm. Tuy là có thể đem lại lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, thế nhưng thì cũng có thể khiến anh em thua lỗ nặng nề, thậm chí là mất hết tiền trong tài khoản. Vì vậy cho nên là trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ chỉ cho anh em một số quy tắc cũng như là các công cụ giúp anh em giảm thiểu rủi ro khi mà đầu tư MemeCoin. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coin68TV cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video tiếp theo của tụi mình. Đầu tiên thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản cần lưu ý khi mà đầu cơ MemeCoin. Có một số nguyên tắc mà anh em cần tuân thủ để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng anh em sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Dưới đây là một số quy tắc quan trọng khi mà anh em đầu tư vào MemeCoin. Thứ nhất là anh em sẽ cần phải tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền. Giống như khi chúng ta cần mua một món đồ bất kỳ nào đó như là một chiếc quần hay một chiếc áo thì anh em cũng luôn tìm hiểu kỹ hoặc là xem xét hàng hóa hoặc là thử đồ trước khi mua, đúng không nào? Trước khi quyết định giao dịch bất kỳ MemeCoin nào thì anh em cũng hãy luôn tìm hiểu những thông tin cơ bản về MemeCoin đó, đặc biệt là những thông tin về contract này, thanh khoản, phí tax vân vân. Việc này thì sẽ giúp anh em giảm thiểu rủi ro dự án sẽ rug pull hay là scam hoặc là khóa giao dịch token sau khi launch. Thứ hai là sử dụng số tiền mà anh em có thể mất. Các MemeCoin thì thường có tính biến động cao và có nguy cơ mất giá một cách nhanh chóng. Do đó nên là anh em chỉ nên sử dụng một phần vốn nhỏ và đảm bảo rằng anh em có thể chịu được khoản mất mát đó nếu như giá MemeCoin giảm sâu. Thứ ba là bỏ trứng vào nhiều giỏ khác nhau hay là phân bổ vốn một cách hợp lý. Anh em đừng nên chỉ đầu cơ vào một MemeCoin duy nhất mà hãy mua nhiều loại MemeCoin khác nhau. Điều này thì sẽ giúp cho anh em giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công hơn. Thứ tư là ưu tiên chốt lời từng phần. Đây thì là phương pháp phổ biến để bảo vệ số vốn và lợi nhuận của anh em, đồng thời là hạn chế sự FOMO khi mà giá của MemeCoin tiếp tục tăng. Ví dụ như là khi anh em mua một MemeCoin và giá của MemeCoin đó đã tăng 100% thì anh em có thể chốt đi phần vốn và tiếp tục cầm lời, và khi mà giá tiếp tục tăng thêm 50% thì anh em có thể tiếp tục chốt đi một phần lời của mình. Quy tắc tiếp theo là sử dụng ví riêng để giao dịch MemeCoin. Các dự án MemeCoin thì thường có nhiều rủi ro về mặt bảo mật. Do đó cho nên là anh em nên tách riêng giữa ví chứa tài sản và ví giao dịch MemeCoin để tránh tình trạng bị hack ví. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số công cụ hỗ trợ đầu cơ MemeCoin nhé. Đầu tiên là các công cụ để hỗ trợ tìm dự án. Thứ nhất là DEXScreener. Đây là nền tảng giúp các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm các dự án tiềm năng. DEXScreener thì cung cấp bot để thông báo về các token mới ở trên nhiều blockchain khác nhau như là Ethereum, BNB Chain, Arbitrum vân vân. Đồng thời thì công cụ này cũng thông báo về các token đang có khối lượng giao dịch mạnh hoặc là giá đang tăng mạnh. Thứ hai là DexTools. Cũng như DEXScreener thì DexTools giúp các nhà đầu tư có thể tìm được những dự án tiềm năng ngay từ sớm. Hầu hết các MemeCoin mới ra đời thì đều được listing ở trên sàn Dex. Hai nền tảng DEXScreener và DexTools thì sẽ giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận hơn với các MemeCoin. Thêm vào đó thì nền tảng còn có tính năng chấm điểm token dựa trên thông tin dự án này, thanh khoản, khối lượng giao dịch cũng như là số người đang nắm giữ token, giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm dự án tiềm năng. Thứ hai là các công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin dự án. Đầu tiên là TweetScout. Về bản chất thì sự tăng trưởng của các MemeCoin chính là sự FOMO từ cộng đồng. Do đó cho nên là việc anh em có thể kiểm tra mức độ quan tâm của cộng đồng đối với dự án ở trên các nền tảng mạng xã hội là cực kỳ quan trọng. TweetScout thì cho các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về tài khoản trader của dự án, bao gồm là ngày tạo ra tài khoản này, số lượng người theo dõi và số lượt tương tác, đồng thời là chấm điểm tài khoản trader này. Số điểm càng cao thì đồng nghĩa với việc là dự án đang được cộng đồng quan tâm và FOMO. Tiếp theo là CoinMarketCap hay là CoinGecko. Đây thì là hai công cụ không thể thiếu khi mà đầu tư crypto, cung cấp cho các nhà đầu tư đầy đủ thông tin về một dự án tiền mã hóa như là giá này, vốn hóa thị trường, phân loại, trang web chính thức, contract, tổng cung hay là số token đang lưu thông. Thứ ba là các công cụ để kiểm tra hợp đồng token. Thứ nhất là Token Sniffer. Đây thì là công cụ chấm điểm hợp đồng dựa trên các yếu tố như là thanh khoản, số người nắm giữ, khối lượng giao dịch vân vân. Việc sử dụng Token Sniffer thì khá là dễ dàng. Anh em chỉ cần truy cập vào trang chủ của công cụ và dán địa chỉ hợp đồng của token vào ô tìm kiếm. Công cụ này thì sẽ tự động phân tích và đánh giá token, sau đó thì hiển thị kết quả ở trên một bảng cho anh em. Điểm càng cao thì chứng tỏ là token này càng an toàn. Mặc dù có vẻ khá là đơn giản và tiện lợi, thế nhưng điểm số của một token ở trên Token Sniffer thì chỉ có thể cho thấy mức độ an toàn một cách tương đối, không có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro khi mà tham gia vào dự án đó. Rủi ro thì vẫn luôn tồn tại và không có gì đảm bảo rằng các dự án này sẽ tăng giá một cách nhanh chóng trong tương lai. Tiếp theo là Bubble Maps. Là một công cụ giúp phân tích và phát hiện các nhóm ví có liên kết với nhau, thì công cụ này hỗ trợ cho người dùng trong việc tìm ra các nhóm ví có khả năng tương tác và kết hợp nhằm mục đích xả token, thao túng giá thị trường hoặc là các hoạt động gian lận khác. Khi mà sử dụng công cụ này thì anh em có thể theo dõi được ví của nhà phát triển cũng như là ví của các market maker. Để tổng kết lại thì việc đầu cơ vào một memecoin là một hoạt động đầu tư khá là mạo hiểm và có độ rủi ro cao. Thế nhưng việc tuân thủ theo một số nguyên tắc cũng như là biết sử dụng các công cụ hỗ trợ sẽ giúp anh em giảm thiểu những rủi ro đó cũng như là tăng cơ hội để thành công. Thông qua video ngày hôm nay thì Irene mong rằng anh em đã có những kinh nghiệm trong việc đầu tư memecoin và lưu ý rằng bản chất của memecoin là sự FOMO từ cộng đồng và không có giá trị về mặt công nghệ hay tính sáng tạo. Do đó cho nên là nó sẽ có độ rủi ro rất là cao và Irene mong là anh em sẽ luôn cẩn trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào của bản thân. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!